Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở xã Sông Thuận, gần chợ Vĩnh Kim của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có một cái căn nhà vườn cây ăn trái đang bán, em quay cho anh chị mình xem. Thì căn nhà đất của mình là ngang là 17m, dài 32m. Trong đó thì một bên là nhà nè, một bên là đất. Giống như là có hai miếng gì đó anh chị. Thì giá là 3,5 tỷ nha. Em sẽ vô quay cho anh chị mình xem. Trước tiên là đất của mình là mặt tiền lộ nhựa. Lộ nhựa cũng khá là rộng luôn, từ 4m. Xe ô tô là đường thông nữa, thì xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ hay là 16 chỗ đều vô tới hết luôn. Vì vậy là ở đây gần chợ Vĩnh Kim nữa, cho nên là giá của nó sẽ khá là cao nha anh chị. Và xung quanh đây thì nhà vườn, biệt thự, sân vườn rất là nhiều luôn. Nói chung là anh chị đi là anh chị sẽ thấy nhà vườn rất là nhiều. Này, thì ở ngoài trước của mình là có một cái khoảng sân rất là rộng luôn nè. Đó, ở trên thì được lợp bằng mái tôn. Đây nè, lót gạch thì em thấy là khá là mới luôn nha anh chị. Anh chị mình vô là mình ở liền thôi chứ cũng không phải sửa sang gì nhiều đâu. Này, đó, đây là cái ngôi nhà của mình nè. Bây giờ em sẽ vô cho anh chị mình xem ha. Đây, gạch này là em thấy là còn sáng loáng và mới luôn á. Nè, cái này là nhà của mình là phòng khách nha. Ở đây là phòng khách, hai bên thì đều có cửa sổ hết. Đó, nhà thì một phòng khách và hai phòng ngủ. Đây, dưới này là hai phòng ngủ nè, chưa có cửa nha. Đó, đó anh chị xem, này là một phòng ngủ nè. Phòng ngủ thì máy này là máy tôn nha anh chị, nó sẽ hơi nóng. Em nghĩ là anh chị về thì mình có thể làm thêm cái la phong nữa cho nó mát. Đó, đó là một phòng nha. Bên này là phòng thứ hai nè. Đây, nói chung là về là anh chị vô ngủ liền thôi. Mình sắm thêm vài vật dụng gia đình nữa là xong mà. Đó, ở đây thì một cái khoảng rất là rộng ha. Ở cái sân bếp ở đâu ta? À, em chưa có thấy bếp gì hết. Chắc là anh chị phải xây thêm một cái bếp nữa rồi ha anh chị. À, chắc là bếp bên kia á. Đây, này là nhìn ra ngoài trước nha. Đó, đó anh chị xem. Đây, đây là cái khuôn viên ở ngoài sau. Cái này thì em thấy khói đen đen kìa, chắc là nhà bếp ở bên này ha anh chị. Đó, ở ngoài sau là nhà vệ sinh. À, nhà vệ sinh là ở ngoài sau nha, nhà tắm cũng ở ngoài sau luôn. Còn ở ngoài sau này là cái căn, nói chung là nhà vườn của hàng xóm nè. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị mình đi ra ngoài vườn tham quan ha. Đây, đây nè anh chị, đây là cái khu vực xung quanh nè. À, em sẽ đi lên cho anh chị mình xem. Đó, ở đây là chú, trước tiên là em thấy chú trồng rau dấp cá nè anh chị. Đây, nhà mình là mặt tiền lộ nhựa nha. Đó, ở ngoài trước là mặt tiền lộ nhựa. Đây, trước tiên là em thấy là có cây ổi nè anh chị. Cái này là ổi nè. Đó, xem trong vườn của chú là có mấy loại cây ăn trái ha. Thì đây là có một cái vườn ổi nè. Còn cái này là mít. Đây, dạ được rồi chú. Này là mít nè nha. Hai, cái này là chú trồng, cái này là cải hay gì nè, phải không chú? Này là cải phải không ta? Này cải phải không chú? Xà lách son hả? Xà lách son hả nha anh chị. Rồi rau dấp cá rồi nè anh chị. Đó, nói chung là một cái nhà vườn mini, một cái sân vườn mini. Đó, em thấy là trồng ổi với mít. Ổi thì hơi nhiều ha. Đó,
Có cây chuối rồi đu đủ bên kia kìa. Đấy. Trong này có khoai mì nữa anh chị. Bên này thì chắc chú làm cái nhà bếp ở bên này quá. Nói chung là một vườn cây, có cây khế nữa nè. Nó anh chị xem này là, ủa cây này là cây gì? Ủa cây ổi chứ, này cây ổi anh chị. Này. Mít. Đó, đu đủ. À, mít có trái rồi nha. Em xem còn cái, ôi ở đây là trồng hoa hồng nữa nè anh chị đó. Có rau lan nữa nè, rồi có rau muống nữa, vừa rau lan rau muống nữa. Đây em sẽ đi lên bên này đây. Ở đây có một vàng dây mướp nữa nè anh chị đó, anh chị thấy vàng dây mướp không? Chuối rồi. Nói chung là một có tắc nữa nè. Nè, cái này là tắc nè anh chị. Đó, mướp thì có trái luôn rồi nè. Này, có trồng sao bô chê nữa nha. Nói chung là một cái khu vườn nhỏ gọn thôi. Đây, sao bô chê đồ nè anh chị. Bông nè. Thì giờ nói chung là cái diện tích thì nó cũng không có quá bự, nhưng mà nó cũng không có quá nhỏ đâu. Một bên là nhà, một bên là vườn cây trái nhỏ nhỏ xinh xinh. Thì giá là 3,5 triệu. Em thấy có mấy cây khoai mì rất là thích. Rồi em sẽ đi xuống ngoài sau xem ngoài sau còn cái gì nữa không nha. Ở chú ơi, cái tường này là của mình đó hả chú? Cái tường này là của mình đó nha anh chị. Chú xây rất là cao ha. Anh ơi, điện lại cho chị Loan ơi, nói lát em bay lại giùm ấy. Em mua đang quay. Nè, ở bên này là còn một cái khoảng trống để anh chị mình có thể trồng rau nè. Ồ, chú có làm một cái này là chú nuôi cá hay là chú làm ao sen vậy chú? À, cái ao này là để dành tưới nước nha, nuôi cá rồi đó. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Ở bên này là rau lan rồi nè. Rất là nhiều rau lan luôn. Ủa chú ơi, rau lan rồi khoai lang là chung á hả chú? Rau lan này là ăn lá, còn ăn lá để dưới thì có củ. À, gà rau lan là ở trên ăn lá, ở dưới thì có củ nha. Đào đào khoai lang rồi đó là ở dưới đó. Này cái này này có khoai lang không chú? Không, khoai lang là nếu mình ngắt lá thì không có khoai lang, còn nếu mình không ngắt lá ăn này thì có củ. À vậy là ngắt lá ăn không à. Cái này con thấy có lá mà. Thì có lá mình ngắt lá ăn không à. À ngắt lá ăn là mình sẽ không có củ ha. Đúng rồi. À còn chừa lá thì mới có củ. Đây ở đây chú trồng thêm mấy bông giấy phải không chú? Nè, một hàng bông giấy đó anh chị. Cho nó mát nè. À. Đó. Em sẽ đi xuống dưới nữa xem ở dưới như thế nào nha. Ở bên này là chú định làm nhà gì vậy chú? Nhà nghỉ mát hả? Đây hả? Dạ. Ở đây là đâu có ló, cái này là cái chòi. À. Cái chòi chú nằm võng đung đưa vậy đó anh chị ơi. Đó. Nghỉ ngơi rồi. Này. Mình sẽ xuống ở đây ha. À bếp ở đây hả chú? Cái này là bếp phụ. À cái này là bếp phụ ha. Ờ còn bếp dưới nó có bếp đàng hoàng luôn á. À. Ơ con lại thấy cái bếp phụ này cái view á nó rất là mát mẻ ha. Vừa gió đồ rất là thích luôn á. Nè. Nấu ăn ở đây cái nhìn qua bên này rất là đẹp. Có bếp đàng hoàng luôn. Dạ. Này anh chị xem. Này gió rất là mát ha. Khung cảnh ở quê thì thanh bình nhẹ nhàng thôi. Chú trồng rau lan khá là nhiều. Và trong vườn em thấy có rau lan, có ổi, có mít nè. Có xoài nữa. À. Trời ơi, chú trồng cà chua nữa nè anh chị ơi. Thấy cưng chưa? Đó, nó chuẩn bị gần
nó còn xanh ha, chưa có hái được. Đấy anh chị xem, đấy cái này là cây xoài nữa nè, đó một vườn cây rất là thích. Đây mình sẽ đi qua bên này ha, bên này thì có xoài, có mía rồi kìa. Dây này dây gì vậy ta? Cái dây này, dây này là dây mướp, có xả đâu nè. Nói chung mà đất thì cũng còn trống, cũng còn nhiều cái ô trống, anh chị mình có thể trồng thêm nhiều loại cây mà anh chị thích. Như cái này là mía nè anh chị, có cây vú sữa nữa kìa, bên kia cây vú sữa mà cây vú sữa còn nhỏ. Ôi có nhãn nữa hả, có nhãn nữa nè anh chị. Vậy là cái vườn của mình nha, em thấy sơ sơ là có vú sữa nè, có nhãn nè, có mít nè, có ổi nè, có xoài nè, có đu đủ nè, rồi có chuối nè, cũng ổn rồi ha anh chị. Nói chung là một vườn cây ăn trái thì nhìn rất là thích, rau lan rồi cao dấp cá đâu, có bưởi nữa anh chị. Đây là cây bưởi nè, bưởi này thì chưa có trái, mình phải trồng thêm, đợi một thời gian thôi. Nó ổi, ổi này, trái này ăn, trái này ăn cũng được được rồi nè. Đó anh chị thấy không, đó này, đây là cây nhãn rồi nè ha. Đó bên này là, ôi nhãn, chú nói là nhãn này là có trái rồi đó nha anh chị. Này là vú sữa nè. Đó một vườn cây ăn trái nhỏ nhỏ đơn giản thôi. Ở ngoài sau thì nhà hàng xóm thì cũng làm cái kiểu giống như là sân nhà, sân vườn mini nè, anh chị thấy hàng xóm trồng chút luôn nè. Nó thiết kế của hàng xóm thì nó đẹp và bắt mắt hơn rất là nhiều. Nhà mình thì trong đất không có mồ mả nha anh chị. Bên hàng xóm thì có một cái duy nhất thôi, nhưng mà hàng xóm thiết kế cảnh rất là đẹp. Đó, này chút rồi nè, rất là đẹp ha. Rồi thì em sẽ xem hướng cho anh chị. Cái điện thoại ở trên kia rồi. Anh ơi, nhà mình hướng gì vậy? Cho em mượn điện thoại ơi. Hướng này mát lắm, giờ này đổ xuống là mát rồi đó. Không biết hướng gì ngoài này. Tối là căn nhà mua khỏi chơi luôn. Còn sáng sớm nắng chút xíu lên thì tôi kể cả xuống có tiền mát rồi. À, nhà mình hướng đông nha anh chị. Đây, nhà này là nhà hướng đông. Hướng nó có nghiêng một chút về hướng bắc này, nhưng mà em thấy hướng đông á, hướng đông luôn, nhà mình là hướng đông luôn á nha anh chị. Thì ở đây á là gần chợ Vĩnh Kim. Anh chị từ ở đây mà anh chị đi ra chợ Vĩnh Kim, hoặc là trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3 của xã Vĩnh Kim á. Rồi y tế nè, bệnh viện, đa khoa rồi đó anh chị, phòng gym đồ á, anh chị đi khoảng tầm chừng 5 phút là tới rồi. Thì từ ở đây á, mà mình về tới ở đây mà anh chị về tới thành phố Mỹ Tho á, thì trung bình nó là khoảng 14 cây số nha, chạy xe khoảng 25 phút. Còn anh chị mà về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì khoảng 70 cây số nha, chạy xe khoảng 1 tiếng 45 phút. Đó, 70 cây số. Rồi thì em xin chào anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video của em. Em sẽ quay thêm nhiều cái căn nhà vườn khác nữa cho anh chị mình xem. Anh chị nào quan tâm miếng này thì alo cho em hay. Thì giá chủ kêu là 3 tỷ rưỡi nha anh chị. Giá cả thì chủ nói là thương lượng nhẹ thôi. Rồi đất thì có giấy tờ, có sổ đầy đủ hết luôn. Anh chị về là mình vô ở thôi. Rồi em xin chào anh chị ạ.